Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng Bồ Đề tuyên thuyết bố thí ba la mật đa thì nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán dự lưu hướng dự lưu quả hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì dự lưu hướng dự lưu quả và tự tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả và tự tánh của nhất lai hướng cho đến a la hán quả là không. Tự tánh của dự lưu hướng dự lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của nhất lai hướng cho đến a la hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, dự lưu hướng dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Nhất lai hướng cho đến A-la-hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có dự lưu hướng có thể nắm bắt được, vốn là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán dự lưu hướng dự lưu quả hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì dự lưu hướng dự lưu quả và tự tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả và tự tánh của nhất lai hướng cho đến a la hán quả là không. Tự tánh của dự lưu hướng dự lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của nhất lai hướng cho đến a la hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, dự lưu hướng dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Nhất lai hướng cho đến a la hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có dự lưu hướng có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán dự lưu hướng dự lưu quả hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì dự lưu hướng dự lưu quả và tự tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả và tự tánh của nhất lai hướng cho đến a la hán quả là không. Tự tánh của dự lưu hướng dự lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của nhất lai hướng cho đến a la hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, dự lưu hướng dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Nhất lai hướng cho đến a la hán quả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có dự lưu hướng có thể nắm bắt được, cũng là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán dự lưu hướng dự lưu quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì dự lưu hướng dự lưu quả và tự tánh của dự lưu hướng dự lưu quả là không. Nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, a la hán hướng a la hán quả và tự tánh của nhất lai hướng cho đến a la hán quả là không. Tự tánh của dự lưu hướng dự lưu quả ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của nhất lai hướng cho đến a la hán quả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, dự lưu hướng dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Nhất lai hướng cho đến a la hán quả đều chẳng thể nắm bắt được. thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có dự lưu hướng có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng Bồ Đề tuyên thuyết bố thí ba la mật đa thì nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả quả vị độc giác hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả quả vị độc giác và tự tánh của tất cả quả vị độc giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị độc giác ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tất cả quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả quả vị độc giác có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả quả vị độc giác hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất cả quả vị độc giác và tự tánh của tất cả quả vị độc giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị độc giác ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tất cả quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả quả vị độc giác có thể nắm bắt được, cũng là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả quả vị độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tất cả quả vị độc giác và tự tánh của tất cả quả vị độc giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị độc giác ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tất cả quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả quả vị độc giác có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả quả vị độc giác hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tất cả quả vị độc giác và tự tánh của tất cả quả vị độc giác là không. Tự tánh của tất cả quả vị độc giác ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tất cả quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả quả vị độc giác có thể nắm bắt được, cũng là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng Bồ Đề tuyên thuyết bố thí ba la mật đa thì nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể nắm bắt được, cũng là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được. thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể nắm bắt được, vốn là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế, là tu bố thí Ba La Mật Đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí Ba La Mật Đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba La Mật Đa. Đối với bố thí Ba La Mật Đa này, tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể nắm bắt được, vốn là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế, là tu bố thí Ba La Mật Đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí Ba La Mật Đa, chẳng nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát và tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát là không. Tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba La Mật Đa. Đối với bố thí Ba La Mật Đa này, tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể nắm bắt được, vốn là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế, là tu bố thí Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết bố thí Ba La Mật Đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng Bồ Đề, tuyên thuyết bố thí Ba La Mật Đa thì nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí Ba La Mật Đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba La Mật Đa. Đối với bố thí Ba La Mật Đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, vốn là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba La Mật Đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí Ba La Mật Đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật đã không. Tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba La Mật Đa. Đối với bố thí Ba La Mật Đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, vốn là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba La Mật Đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí Ba La Mật Đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba La Mật Đa. Đối với bố thí Ba La Mật Đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, vốn là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí Ba La Mật Đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí Ba La Mật Đa, chẳng nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí Ba La Mật Đa. Đối với bố thí Ba La Mật Đa này, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, cũng là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế, đã tu bố thí ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, nói những điều đó là tuyên thuyết bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng Bồ Đề, tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, hoặc thuyết tịnh lự ba la mật đa, hoặc thuyết tinh tấn ba la mật đa, hoặc thuyết an nhẫn ba la mật đa, hoặc thuyết tịnh giới ba la mật đa, hoặc thuyết bố thí ba la mật đa, thì nói thế này: thiện nam tử, hãy đến đây, ta sẽ dạy ngươi tu học bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Khi ngươi tu học, chớ quán các pháp có một mảy may có thể trụ, có thể vượt, có thể nhập, có thể đắc, có thể chứng, có thể thọ trì, vân vân, đạt được công đức, và cái có thể tùy hỷ để hồi hướng quả vị giác ngộ. Vì sao? Vì đối với bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa này, rốt ráo không có một mảy may pháp có thể trụ, có thể vượt, có thể nhập, có thể đắc, có thể chứng, có thể thọ trì, vân vân, đạt được công đức, và cái có thể tùy hỷ đều hồi hướng quả vị giác ngộ. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả các pháp đều là không, hoàn toàn không có sở hữu. Nếu không sở hữu, tức là bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Đối với bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa này, rốt ráo không một mảy may pháp có nhập, có xuất, có sanh, có diệt, có đoạn, có thường, có một, có khác, có đến, có đi, để có thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, nói những điều đó đã tuyên thuyết bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Vì vậy nên, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa nên dùng vô sở đắc làm phương tiện, thọ trì đọc tụng như lý tư duy, nên dùng các thứ văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Này Kiều Thi Ca, do duyên cớ này đã nói, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, thọ trì đọc tụng như lý tư duy, lại dùng các thứ văn nghĩa xảo diệu, trong khoảng chốc lát vì người biện thuyết, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, thì phước đức đạt được hơn trước rất nhiều. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình châu thiệm bộ đều trụ quả dự lưu, thì theo ý ông thế nào thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân đối với bát nhã ba la mật đa, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này: này thiện nam tử, hãy đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả dự lưu và dự lưu quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình trong châu thiệm bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong cả hai châu thiệm bộ và đông thắng thân đều trụ quả dự lưu, thì theo ý ông thế nào thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này: thiện nam tử, hãy đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả dự lưu và dự lưu quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình trong hai châu thiệm bộ và đông thắng thân nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm Bộ và Đông Thắng Thân, Tây Ngưu Hóa đều trụ quả Dự Lưu, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này: Thiện nam tử, hãy đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả dự lưu và dự lưu quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu Thiệm Bộ, Đông Thắng Thân, Tây Ngưu Hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm Bộ, Đông Thắng Thân, Tây Ngưu Hóa, Bắc Khu Lô đều trụ quả dự lưu, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này: Thiện nam tử, hãy đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả dự lưu và dự lưu quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình trong bốn đại châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới đều trụ quả dự lưu, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này: Thiện nam tử, hãy đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả dự lưu và dự lưu quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới đều trụ quả dự lưu, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này: Thiện nam tử, hãy đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn này, nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả dự lưu và dự lưu quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình trong trung thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều trụ quả dự lưu, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này: Thiện nam tử, hãy đến đây, Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả dự lưu và dự lưu quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình, trong tam thiên đại thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình ở vô số thế giới trong 10 phương, đều trụ quả dự lưu, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, hãy đến đây. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả dự lưu và dự lưu quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế giới trong 10 phương này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong 10 phương đều trụ quả dự lưu, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, hãy đến đây. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả dự lưu và dự lưu quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm Bộ đều trụ quả Nhất Lai, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, hãy đến đây. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả Nhất Lai và Nhất Lai quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình trong châu Thiệm Bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong cả hai châu Thiệm Bộ và Đông Thắng Thân đều trụ quả Nhất Lai, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả Nhất Lai và Nhất Lai quả đều phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu Thiệm Bộ và Đông Thắng Thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm Bộ và Đông Thắng Thân, Tây Ngưu Hóa đều trụ quả Nhất Lai, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Đệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả nhất lai và nhất lai quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu Thiệm Bộ, Đông Thắng Thân, Tây Ngưu Hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong cả 4 châu Thiệm Bộ, Đông Thắng Thân, Tây Ngưu Hóa, Bắc Khu Lô đều trụ quả nhất lai, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thể rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả nhất lai và nhất lai quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình trong 4 đại châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới đều trụ quả nhất lai, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thể rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả nhất lai và nhất lai quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới đều trụ quả nhất lai, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thể rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả nhất lai và nhất lai quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình trong trung thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều trụ quả nhất lai, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thể rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả nhất lai và nhất lai quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca để riêng các loại hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều trụ quả Nhất Lai. Thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này, nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả Nhất Lai và Nhất Lai quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca để riêng các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ quả Nhất Lai, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này, nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả Nhất Lai và Nhất Lai quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong châu Thiệm Bộ đều trụ quả Bất Hoàn, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này, nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả Bất Hoàn và Bất Hoàn quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình trong châu Thiệm Bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong cả hai châu Thiệm Bộ và Đông Thắng Thân đều trụ quả Bất Hoàn, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn tả chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này, nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả Bất Hoàn và Bất Hoàn quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình trong các châu Thiệm Bộ và Đông Thắng Thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm Bộ và Đông Thắng Thân, Tây Ngưu Hóa đều trụ quả Bất Hoàn, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử đến đây. Đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn này nên siêng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả bất hoàn và bất hoàn quả đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Hết quyển thứ 165.